tập tiếp theo của Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ chào đón MC Huỳnh Lập cùng với hai người chơi. Xin chào Huỳnh Lập cũng như chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Em tên là Trùng Dương và nghề nghiệp của em hiện tại là ca sĩ. Lời nói đầu tiên em xin phép chào anh Huỳnh Lập và cũng như bạn Trùng Dương. Em tên là Đông Ân, hiện tại em là ca sĩ người mẫu. Cùng bổ sung kiến thức về ca dao tục ngữ. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi. Làm ruộng ăn cơm nằm, chăn tầm ăn cơm đứng. Tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng hai trồng đậu. Không, tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà. Đây bất ngờ. Rồi, xin mời Đông Ân. Trồng tre, đất sỏi, trồng tỏi, đất bồi. Và đó cũng chính là câu trả lời chính xác. Đón xem Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ phát sóng vào lúc 19:10 thứ ba ngày 7 tháng 3 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.